đi du học Nhật Bản bây giờ cũng chẳng khác gì là xuất khẩu lao động. Tại sao họ lại nói như vậy? Xét về chi phí nhá, dù là đi xuất khẩu lao động hay đi du học thì cái chi phí để sang bên này thì cũng không khác nhau quá là nhiều. Tuy nhiên cái việc đi du học lại mang lại nhiều công việc cũng như là công việc nó phong phú hơn, không bị gò bó. Là du học sinh thì có thể dễ dàng chuyển việc ngay lập tức nếu thấy công việc hiện tại chán hoặc tìm được chỗ nào lương cao. Nếu mà tìm được chỗ nào mà lương cao mà không báo thuế đấy thì rất chi là ok và muốn gắn bó lâu dài luôn đấy. Với lại du học sinh thì được miễn nhiều loại thuế mà có phải đóng ấy, thì cũng rất chi là ít so với người lao động. Là du học sinh đôi khi còn được chính phủ hỗ trợ mặt tài chính, gần đây nhất là cái gói 7 đến 10 man đấy, nhiều bạn đã được nhận cái gói hỗ trợ này rồi. Vì những lý do này ấy, trong vài năm gần đây người Việt đổ xô sang Nhật với danh nghĩa là du học sinh. Điều này kéo theo chất lượng học tập giảm đáng kể. Nhiều người chọn đến lớp ngủ vì ở lớp rất chi là mát vì có điều hòa và quạt mát. Điều này dễ hiểu thôi, vì nhiều người dành phần lớn thời gian là để đi làm thêm. Có những người làm 12 đến 14 tiếng mỗi ngày ấy, cộng với thời gian di chuyển và thời gian đi học thì cái việc ngủ trên lớp phải là cách duy nhất để họ hồi phục sức khỏe sau một ngày làm việc mệt mỏi. Với một số ít du học sinh ấy, thì khái niệm ngày và đêm không còn rõ ràng nữa. Tại sao họ lại làm như vậy? Có rất nhiều lý do nhưng phần lớn là do áp lực tài chính. Nhiều du học sinh phải chịu áp lực từ gia đình, phải kiếm tiền để gửi về nhà. Một số khác thì đến Nhật với gánh nặng tài chính rất là lớn, cần phải làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt cũng như là tiền trả học phí. Điều này dẫn đến họ phải làm việc nhiều giờ, thường là vào ban đêm, dẫn đến họ bị thiếu ngủ và mệt mỏi. Nhiều du học sinh cho rằng việc làm thêm có thể mang lại thu nhập đáng kể so với cuộc sống ở quê nhà, tạo ra sức hấp dẫn lớn khiến họ tập trung nhiều vào công việc thay vì đi học. Tất nhiên ai cũng có lý do riêng, nhưng điều này dẫn đến nhiều học du học sinh ấy, sau khi tốt nghiệp trường tiếng thay vì học tiếp lên bậc đại học hoặc là bậc học cao hơn ấy, thì lại họ lại chọn vào các trường chuyên môn với tiêu chí rất chi là thấp. Cứ có tiền là vào học được và cũng đúng thôi, vì sau 1 đến 2 năm học trường tiếng ấy, hầu như chỉ đến lớp để ngủ nên cái khả năng tiếng Nhật của họ rất chi là hạn chế. Hầu như tiếng Nhật họ học chỉ là ở chỗ họ làm thêm ấy, kiểu học bồi ấy. Có lẽ cái môi trường đại học cũng không phù hợp lắm đối với họ. Vì vậy tôi nghĩ rằng nhiều du học sinh thời nay thực chất chọn đi lao động qua đường du học. Cái hệ lụy của việc này rất lớn. Ví dụ như là sau có thời gian học ở trường tiếng ấy, đi xin visa thì không đỗ visa, hoặc nếu có đỗ thì cũng không được cái tem làm 28 tiếng một tuần ấy. Thậm chí nhiều người còn bị buộc về nước ấy, vì tỷ lệ đến nước quá thấp hoặc làm quá thời gian quy định cho du học sinh. Các bạn nghĩ sao về tình hình du học sinh bây giờ? Hãy viết xuống dưới nhá.